Phương pháp trắng siêu tốc bằng kem trộn hiệu quả nhanh nhưng trắng ảo, kém bền, theo cơ chế bào mòn đi lớp da bên ngoài, dễ bắt nắng, khô da và viêm da kích ứng. Bên cạnh vóc dáng thì làn da chính là nơi phản ánh rõ nhất vẻ đẹp tinh thần, sức khỏe, quyền quý và phúc đức. Đa phần phụ nữ Việt có nước da ngăm, vì thế làn da trắng hồng tự nhiên chỉ là mơ ước. Nhưng giờ đây, với công nghệ tắm trắng phi thuyền 2 size 3D tại viện thẩm mỹ Diva, bước sóng nhiệt đa điểm phát ra từ máy phi thuyền làm ức chế melanin sạm da, sản sinh collagen, tái tạo da, mang lại hiệu quả trắng sáng gấp 5 lần so với phương pháp thông thường. Ngoài ra, còn hỗ trợ điều trị viêm nang lông, giảm cân, thư giãn. Với liệu trình thực hiện nhanh chóng chỉ 60 phút, làn da được trẻ hóa, trắng hồng tự nhiên từ sâu bên trong. Đăng ký ngay ưu đãi liền tay 50%, chỉ 99 suất dành cho khách hàng nhanh tay đăng ký. Hãy liên hệ ngay hotline 1900 6689 để được tư vấn miễn phí.